Xin chào cả nhà. Như là đã thông báo thì bây giờ là 9 giờ 2 phút và mình xin phép mình chia sẻ về cái slide nói về cái suy nghĩ quyết định sức khỏe hay cũng là nguyên nhân tạo ra sự ốm đau. Thì cái nội dung này nó nằm trong cái phần giao tiếp và tâm lý của cái chương trình tác động cuộc sống của trường Y Dược Tự Tính Hà Nội. Thế thì bắt đầu ở cái này thì mình xin phép mình giới thiệu một cái từ, một cái câu mà mình rất rất thích. Cái câu này là câu danh ngôn, từ điển danh ngôn y học của Plato, một nhà triết học cổ đại. Ông từ cách đây hàng 2.000 năm cộng trừ, ông đã nói là sai lầm lớn nhất trong chữa bệnh là có bác sĩ chữa thể xác và có bác sĩ chữa về tâm lý, dù hai thứ đó không thể chia tách được. Cũng chính vì cái câu này, cũng chính vì cái nội dung của cái slide liên quan đến suy nghĩ và sức khỏe, thì mấy hôm nay mình cũng có một cái cảm hứng và cũng học đi học lại về một số cái nội dung của triết học, và mình mới giật mình thấy rằng trước đây thì mình không có quan tâm đến lắm, nhưng mà từ khi học y học cổ truyền thì 10 năm nay thì mình rất quan tâm đến triết. Và mấy hôm nay là nghiên cứu kỹ lại cái hai nguyên lý, ba quy luật và sáu cặp phạm trù, mới giật mình thấy là tất cả những cái đấy nó gắn quá chặt chẽ với cái gọi là sức khỏe y học. Ở đây có một cái hình hiểu và giao tiếp bằng trái tim. Hiểu và giao tiếp bằng trái tim là cái này nó trong có một cái nghiên cứu của khoa học, và nó phát hiện ra là cái từ trường năng lượng của trái tim vô cùng mạnh, mạnh hơn hàng trăm lần so với cái năng lượng, cái sóng của não. Và cái từ hiểu và giao tiếp bằng trái tim này là hiểu bằng trái tim và giao tiếp bằng trái tim là hai cuốn sách. Một cuốn là của thầy Thích Minh Niệm, thiền sư Thích Minh Niệm, còn một cuốn là của tiến sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Và đây chúng ta bắt đầu vào cái này, cái hình vẽ mà đã chuyển cho cả nhà trên mạng ấy, thì nó là cái hình này ấy. Nhưng mà cái hình này nếu mà nhìn dối thế này thì nó nhiều thế này thì có thể nhiều người sẽ hơi hơi nhiều thông tin nó sẽ hơi bối rối, cho nên là mình bắt đầu mình tách những cái phần ra để mình nói qua loa, nói qua từng cái nội dung của từng cái ý ở trong cái hình, cái slide tổng thể này. Sau đấy thì cuối cùng chúng ta sẽ ghép vào đây, chúng ta nhìn cái tổng thể. Thứ nhất là chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái hình này là cái hình giao tiếp cơ bản. Giao tiếp cơ bản cũng đây là cũng là cái nội dung đầu tiên ở trong cái tâm lý và giao tiếp của các cái lớp tác động cuộc sống. Thì mình chia sẻ là các cái câu hỏi bắt đầu sẽ là chúng ta chữa bệnh, năng lực của chữa bệnh của người thầy chữa mà ảnh hưởng lên người bệnh thì gồm những cái gì. Thế và sau nhiều lần gợi ý và hỏi thì cuối cùng nó cũng sẽ nổi lên ba cái. Thứ nhất là suy nghĩ, thứ hai là lời nói, và thứ ba là hành động. Nó chính là đại diện của ý, khẩu, thân. Thân của chúng ta thì chính là các thủ thuật cơ bản, các kỹ năng, kỹ xảo, rồi các ngôn ngữ cơ thể ảnh hưởng đến người bệnh nhé. Thứ hai là còn khẩu, là những cái lời nói, âm thanh. Có những người nói rất là hay nhưng mà cái âm thanh, cái decibel của nó lớn quá làm người bệnh cũng giật gầm cứng người lên mà ốm thêm ra. Thế thì để cho nó hiệu quả thì đầu tiên nó cũng phải thể hiện cái trí tuệ, rồi thì cái đạo đức, cái tình cảm đấy, nhưng mà nó thể hiện cụ thể bằng cái từ này, nó gọi là từ ái ngữ và chân thành. Thế và cái thứ ba là cái suy nghĩ. Suy nghĩ chính là chủ, suy nghĩ quyết định lời nói, quyết định hành động, quyết định cảm xúc. Nếu mà để ý và đọc ở các cái tài liệu thì chúng ta đều thấy rằng là các cái lời nói và các cái hành động thì nó đều, khi mà nó đã được hiển lộ ra bên ngoài thì nó đều
đều đã được làm ít nhất một lần ở trong suy nghĩ của chúng ta. Tất cả những lời, tôi nhắc lại, tất cả những lời nói, tất cả những cái hành động khi đã hiển lộ ra bên ngoài thì đều ít nhất đã được một lần thể hiện ở trong suy nghĩ của chúng ta. Thế và cả ba cái ý khẩu thân này thì nó gọi là tam tam thiện hành. Khi ba cái ý khẩu thân này nó là thiện thì nó là tam thiện hành, và chính nó tạo ra một cái năng lượng. Chính là hội tụ của thân khẩu ý này là cái năng lượng, và chính cái năng lượng này nó sẽ quyết định cái hiệu quả. Nếu mà trong chữa bệnh thì là hiệu quả của chữa bệnh. Thế thì nếu mà chỉ nói nguyên cái ý khẩu thân này thôi thì nó rất là chung chung và nó không có các cái tiêu chuẩn để nó so sánh, để nó truyền thông. Thế thì chúng ta mới đặt nó vào trong cái hệ tọa độ. Cái hệ tọa độ này, cái trục tung nó gọi là nhân tính. Còn cái trục hoành thì nó gọi là vũ trụ, nó chính là không gian, thời gian. Có nghĩa là dù là một lời nói, dù là một hành động hay là một cái suy nghĩ thì nó đều phải nằm trong cái trục tọa độ, cái trục tọa độ minh họa này. Cái trục ở cái trục trục tung ấy, ở cái chiều hướng lên trên, chúng ta tạm quy ước là cái chiều lên trên, đây là lên trên là nhân tính, thì bên dưới sẽ là phi nhân tính. Thế còn cái trục hoành ấy, nó mang tính chất là vũ trụ, là không gian thời gian ấy. Nói ở đâu và nói ở chỗ nào thì nó ngược lại của nó là không đúng lúc đúng chỗ. Cái chiều này ấy. Thì cái điểm mà cái trục tung và trục hoành gặp nhau này chính là cái tiêu chuẩn, và cái tiêu chuẩn này nó sẽ thay đổi theo quan điểm nhận thức, nó thay đổi theo văn hóa của thời đại, nó thay đổi theo không gian, thời gian, theo hành trình của lịch sử. Chính vì thế, nó mang tính tương đối rất là cao. Một cái lời nói, một cái hành động, một cái suy nghĩ ở thời điểm này với người này thì nó có thể là góc phần tư thứ nhất. Chúng ta tạm coi cái góc phần tư này là góc phần tư thứ nhất. Cái góc phần tư thứ nhất là cái góc mà là nhân tính, là đạo đức, nghị lực, trí tuệ đấy. Tí nữa chúng ta sẽ nói qua về cái đấy. Nó là tiêu chuẩn là tốt, ví dụ tại thời điểm bây giờ, và nó là đúng lúc đúng chỗ. Nhưng mà có thể ở thời điểm khác thì nó lại là góc phần tư thứ hai hoặc thứ ba hoặc thứ tư. Nếu mà nó vào cái góc phần tư thứ ba chỗ này đấy, có nghĩa là vừa phi đạo đức, vừa phi nghị lực, vừa phi trí tuệ, mà lại còn vô duyên nữa, thế thì rất là nguy hiểm, đúng không? Nhưng theo cái thời gian, không gian, rồi theo lúc đúng chỗ, chỗ nọ chỗ kia, thì có thể nó hoàn toàn không phải là không tốt. Cho nên là cái tính này nó rất là tương đối của nó. Chúng ta chuyển thêm một slide tiếp theo. Thế thì cái tiêu chuẩn này, bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta đặt vấn đề về những tiêu chuẩn này. Chính vì cái tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ đi thêm một cái khái niệm nó liên quan đến một cái mà mình nói về triết học đấy. Đây, cái này, ví dụ trong những cái trường hợp là nhân tính của chúng ta là cái gì, thì cái phi nhân tính là cái gì? Phi nhân tính là những cái được cho là do vô minh sinh ra. Nó chính là những cái lòng tham, ích kỷ, rồi những cái tức giận không kiểm soát, rồi những cái thiếu hiểu biết. Và ba cái này thì được gọi là tam độc. Tam độc ra thì nó phát sinh ra những cái hậu quả hủy hoại cái cuộc sống bình an hạnh phúc. Cái tam độc thì nó ở trong mọi trường hợp thì nó đều, dù là tham lam mà không đạt được, dù là tức giận mà không kiểm soát được, dù là thiếu hiểu biết mà không có manh mối, thì đều tạo ra một cái trạng thái sợ hãi, hoảng loạn. Và nó có những cái phát sinh từ cái tam độc này, nó phát sinh thêm những cái khái niệm nó gọi là hôn thụy, có nghĩa là sự nặng nề, trì trệ, rồi thì ngủ gật, rồi chảo hối, có nghĩa là chảo hối là những cái trạng thái tâm viên ý mã, rồi thì hối tiếc, rồi mạn nghi là kiêu mạn và nghi ngờ. Thế đây, cái này là tam độc, và đây là những cái phát sinh thêm của những cái tình trạng tham lam, sân giận và
Thì cái này chính đây là những cái mà nó đặt ra một cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn ví dụ như thế nào là tham lam ích kỷ, thì nó đặt ra cái tiêu chuẩn của cái, của ngược lại một cái chiều của nhân tính. Đấy, nghĩa là phần con ở trong người đấy. Thế còn về cái nhân tính thì là cái gì? Nhân tính chính là trí tuệ, đạo đức và nghị lực. Trí tuệ là cái thấy đúng, cái thấy đúng như thật, cái thiện xảo. Còn cái nghị lực là cái năng lực tĩnh, nhẫn và dũng. Còn đạo đức là gì? Là từ bi yêu thương. Và từ cái này nó chính là cái gọi là tam quý, nó là cái giá trị cốt lõi của nhân tính. Cái này thì nó giúp cho kết nối chính từ bên trong, tạo được dựng cái sự bình an và bản lĩnh bên trong mình. Trí tuệ thì giúp dẫn đường cho chúng ta. Thương yêu thì kết nối, gắn kết giữa con người, các mối quan hệ. Còn nghị lực thì để thực thi. Thế thì từ chính cái hai cái khái niệm, hai cái quy ước như thế này, thì chúng ta thấy là đây, lúc đấy thì bắt đầu là những cái phi nhân tính chính là tham sân si là bên dưới, bên trên là nhân tính là đạo đức nghị lực trí tuệ. Còn cái trục này nó gọi là trục thời gian không gian, là đúng người đúng lúc đúng chỗ đấy. Thế thì cái tiêu chuẩn này, cái tiêu chuẩn này sẽ từng thời điểm, từng giai đoạn lịch sử, từng người, từng hoàn cảnh mà nó sẽ có vị trí. Và đây là chúng ta ẩn dụ ở trên cái mặt phẳng hai chiều thôi. Thế nhưng mà cuộc sống thì không phải hai chiều. Cuộc sống thứ nhất nó là đa chiều, thậm chí nó trên cả không gian đa chiều. Thứ hai là nó còn có cái yếu tố thời gian, có nghĩa là không gian và thời gian. Không gian thì là ba chiều, nhưng mà thậm chí trên, và yếu tố thời gian có nghĩa là nó phải dịch chuyển. Thế thì chúng ta sẽ đi thêm một cái, chúng ta nắm qua tại sao mà tôi lại bảo là tôi lại đưa cái quy luật về. Thì một trong những cái quy luật, một trong những cái nội dung lớn nhất của triết học ấy, chính nó là hai nguyên lý, ba quy luật và sáu phạm trù. Tại sao lại đưa những cái này vào? Tại sao lại đưa cái tính không vào? Khái niệm và thông điệp là gì? Chắc là rất nhiều người đã để ý đến cái khái niệm tính không. Thế thì ở trong triết học, chính là triết học biện chứng của chúng ta, nó có cái khái niệm, nó hai cái nguyên lý. Cái khái niệm về hai nguyên lý, cái nguyên lý thứ nhất là cái nguyên lý là phổ quát, vận động phổ quát. Cái nguyên lý thứ hai là nguyên lý phát triển. Thì cái vận động phổ quát này nó chính là cái tính chất vô thường vô ngã. Vô thường có nghĩa là nó thay đổi, vô ngã là tất cả mọi thứ đều ảnh hưởng đến nhau. Thì trong duy vật biện chứng, hai nguyên lý trong duy vật biện chứng thì là tất cả mọi thứ đều ảnh hưởng đến nhau. Thế thì cái này nó nói lên cái gì? Có nghĩa là bất cứ một cái bệnh tật gì của chúng ta cũng đều có các cái vấn đề khác thì ảnh hưởng đến nó. Và dù là phát triển theo hướng tích cực hay là phát triển theo hướng tiêu cực, nghĩa là bệnh tật phát triển hay là sức khỏe phát triển lên, thì nó đều liên quan đến cái nguyên lý thứ nhất là vô ngã. Thứ hai là bao giờ nó cũng có tiến hóa. Nếu xét ở góc độ một người nó là tiêu cực thì chính là bài học cho người khác để phát triển. Thế còn ba quy luật là quy luật mâu thuẫn, rồi thì mâu luận lượng đổi chất đổi, nó mang tính chất nguồn gốc. Thứ hai là phủ định. Thì ba cái này ấy, thì nó xét theo cái chiều không gian để xét vào, ví dụ như trong một cái cơ thể con người chúng ta xét theo hai nguyên lý, ba quy luật, bốn phạm trù và sáu phạm trù. Thì ví dụ liên quan đến một cái bệnh tật nào đấy thì người ta sẽ xét từ bên ngoài vào. Thì bên ngoài vào bao giờ nó cũng có cái nguyên lý là mọi hiện tượng đều vận động và ảnh hưởng đến nhau. Cho nên là bệnh tật của chúng ta nó sinh ra là nó ảnh hưởng đến vạn pháp ở bên ngoài. Thứ hai là nó đều có yếu tố phát triển. Thứ ba là cái lớp giữa nó gọi là nó do mâu thuẫn, nghĩa là nguồn gốc nguyên nhân của các cái mâu thuẫn bên trong là nội sinh gây ra bệnh. Thứ hai là này, khi mà nó tích tụ nguyên nhân đến cái mức độ nào thì lượng đổi thì chất đổi. Tại vì bản chất là khi chúng ta mâu thuẫn đến mức nào thì có các cái hormone tiêu cực đến như thế nào, thì nó đến cái ngưỡng nào không chịu được thì chúng ta thay đổi cả về cơ chế bản chất, về tinh thần đến thể chất sức khỏe. Thế và cuối cùng là nó sẽ có những cái phủ định. Khi đến một cái ngưỡng nào đấy thì với cái khả năng thích nghi và điều chỉnh không giới hạn mà nó không điều chỉnh được nữa, thì nó sẽ là khuynh hướng là để bệnh chi phối hay là để sức khỏe chi phối, để cái thiện chi phối hay là để cái ác chi phối. Và
trong từng cái giai đoạn ngắn một thì hoàn toàn có những cái tính cục bộ, cái tính khía cạnh của nó mà cái tiêu cực nó chi phối, nhưng mà tổng thể thì cuộc xã hội sẽ tiến hóa. Thế còn sáu cái phạm trù là cái cốt lõi sâu và chi tiết bên trong, là chung và riêng. Rồi thì bản chất và hiện tượng là thế nào? Chung nghĩa là này, một cái bệnh thì có các cái yếu tố chung, bệnh nào nó cũng có các yếu tố chung. Còn riêng bệnh này thì có yếu tố riêng nào? Còn bản chất của cái bệnh là cái gì? Hiện tượng bên ngoài là gì? Thế rồi còn nội dung bên trong bệnh là cái gì? Hình thức bệnh là ngoài này. Tính tất nhiên của bệnh là nào? Tính ngẫu nhiên của bệnh là nào? Dù là tất nhiên hay ngẫu nhiên, nhưng mà cái này nó cũng rất gần với cái duyên khởi đấy. Nó là không có cái gì là ngẫu nhiên cả. Nó là hội tụ, nó là duyên khởi. Rồi thì nhân quả, nguyên nhân là cái gì? Kết quả là nào? Khả năng là thế nào? Hiện thực là thế nào? Đấy. Thế còn tại sao ở bên này tôi lại đưa ra một số cặp đối lập mâu thuẫn? Ví dụ như dương âm, đây nó là cái triết học cổ truyền, nó chi phối tất cả triết học cổ truyền. Thế và nó ứng dụng trong y học thì rất là cao. Thứ hai là duy tâm, duy vật. Đây là mắt các cái cặp đối lập, cặp đối lập. Thế mà một trong những cái quy luật lớn nhất là quy luật của mâu thuẫn và phát triển. Thế rồi hưng phấn và ức chế, tại sao đưa cái hưng phấn và ức chế? Hưng phấn nó chính là hệ quả của âm dương. Hưng phấn là dương, ức chế là âm. Và cái này thì nó là một cái nguyên tắc ở trong chữa bệnh và tác động cuộc sống. Thế rồi thì cuối cùng chúng ta là đến sống và chết. Thế rồi các cái là tốt và xấu. Cái gì là tốt, cái gì là xấu? Tốt với xấu thì chính là trong sức khỏe nó là khỏe và yếu, trong trí tuệ là thông minh và dốt nát, đúng không? Trong giàu và nghèo, trong là quyền thế và yếm thế, vân vân. Thế rồi thì bình an và phiền não, tam quý và tam độc. Đây là tam quý là tam độc là chính là hai cái này đấy. Nó chính là các cái tương lai và quá khứ. Thế nhưng mà nó có bốn cái này này: thương yêu và ghét bỏ này, nhận lỗi và đổ lỗi này, vị tha và vị kỷ này, biết ơn và vô ơn này. Bốn cái này thì mình ẩn cái từ trách nhiệm ở bên trong, vì đây chính là bốn cái cơ chế để cuối cùng đưa ra bốn cái câu thần chú của trong cái cuốn sách gọi là Không Giới Hạn và Trở Về Không. Chính là cái liệu pháp hào oai, nó bắt đầu bằng bốn cái câu này, chính là bốn cái cặp này. Khi mà hiệu ứng của người quan sát, chúng ta nhìn vào cái chiều hướng nào thì cái chiều hướng đấy ở trong ta nổi lên, cũng như ở trong người bệnh được nổi lên, hay trong đối tượng được nổi lên. Bất cứ một người nào mà chúng ta ghét bỏ thì chúng ta sẽ tìm thấy lỗi, và lúc đấy chúng ta sẽ ích kỷ, và lúc đấy chúng ta có nợ ơn cũng thành vô ơn thôi. Đấy là nó gọi là hiệu ứng của người quan sát ấy. Chính vì thế thì sẽ quay lại cái này là khi mà nói lên cái tam thiện hành, cái năng lượng để giúp đỡ, để chữa lành, thì nó có một cái tiêu chuẩn là cái nhân tính, nhân cách và vũ trụ đặt ở đâu, cái gốc tọa độ đặt ở đâu. Và chính vì cái sự thay đổi, vì các cái sự phát triển, vì các cái nguyên lý rồi quy luật về phạm trù, thì chúng ta sẽ phát hiện ra một cái là đây. Đấy. Thứ nhất là nó không gian ba chiều và hành trình của thời gian, thì nó sẽ làm ra là một cái tam giác. Một cái tam giác nó gọi là tam thiện hành này ấy, thì tùy thời điểm mà nó có thể là nằm ở góc phần tư thứ nhất, nằm ở góc phần tư thứ hai, nằm ở góc phần tư thứ ba, hay là nằm ở góc phần tư thứ tư. Trong trường hợp ví dụ như cả cái hệ này nó theo thời gian nó chạy tiết rằng này, nó thay đổi đi, thế và ví dụ như ngay ở trong một cái thời điểm thôi, thì nếu mà lấy cái hệ tọa độ mà cái trục hành là trục tứ cung này, và cái trục tung là cái trục ở bên cùng bên trái này, thì cái tam thiện hành này của chúng ta nó nằm trọn vẹn ở những cái điều mà được khái niệm là tốt lành. Nhưng mà chỉ cần lấy cái trục hành là cái trục trên cùng này thôi, thì một loạt những cái điểm nằm bên dưới này nó đã nằm vào cái phần gọi là tam độc rồi. Chính vì thế cho nên là thế thì theo không gian, theo thời gian, theo lịch sử, theo văn hóa, thì cái khoảng không mà cái trục tọa độ, cái gốc tọa độ nó nằm ở đâu, thì nó nằm không biên giới, nằm không giới hạn. Và đây cũng là một cách để tôi nói về cái tính không đấy.
Cái tính không là cái gì ạ? Tính không chính là cái từ trống rỗng, nó là không có chủ thể, nó mang tính viên thuật, nó không có tự tính, nó là tất cả và nó bao gồm tất cả. Nó luôn thay đổi, nó kết nối, chi phối và bao hàm mọi thứ, và nó không có tính nhị nguyên. Cho nên là ở đây thì muốn nói thế này, vì cái sức khỏe và bệnh tật, vì cái sống và chết nó là hai mặt đối lập của một vấn đề, nó như là âm và dương ấy. Cho nên ở góc độ nào, ở hoàn cảnh bối cảnh nào thì chúng ta tách nó ra để xử lý, để giải quyết, để làm cho nó hoàn thiện, để phát triển thôi. Chứ bản chất của nó là một. Vì thế cái việc phân chia của nó là rất là tương đối. Đấy là nói qua về cái tính không và ứng dụng ở trong cái tam giác năng lượng. Thế còn bây giờ chúng ta phải quay về cái cuộc sống đời thường, ở trong chữa bệnh, trong sức khỏe. Thế thì này, có một người thầy hỏi tôi là thế này. Thế xin hỏi là nếu mà anh Thảo chữa bệnh thì anh Thảo truyền cái gì, anh Thảo giúp người bệnh cái gì? Thì hôm đấy tôi nói hơi dài, nhưng mà xong cuối cùng thì thầy nói rất ngắn là thế này. Anh nói thế thì được rồi, nhưng mà dài quá. Tóm cổ lại là anh phải truyền cho người ta cái đạo đức, cái nghị lực và cái trí tuệ, và nó phải phù hợp với không gian và thời gian. Thế thì chính là khi mình tiếp cận với người bệnh, mình dùng những cái kỹ năng, kỹ xảo, kiến thức của mình để mình hỗ trợ cho người ta cái thân. Nhưng mà con người của chúng ta nhớ lại là con người của chúng ta là có cả tâm và thân. Và tâm chính là nguyên nhân gây bệnh. Tâm quyết định ngoại cảnh, thân là ký ức của tâm. Cho nên là thế này, cái việc cái cơ thể nó định hình tính cách, và tâm lý thì là nguyên nhân sinh bệnh. Cho nên là cái việc chúng ta gọi là chữa được bệnh, quyết định được sống chết của người bệnh là không có, nhưng chúng ta trợ duyên cho người bệnh. Nhưng nếu mà là nghiệp lực, nếu mà là chúng ta có những cái điểm xấu trong mình, thì chúng ta chính sẽ hấp dẫn những cái người bệnh mà người ta cũng có những cái nghiệp lực đấy đến, để cuối cùng mình không trợ duyên cho người ta khỏi bệnh, mà là trợ duyên cho người ta nặng bệnh lên, và thậm chí là cái chết. Và cái này nó có nhân quả của nó. Chính vì thế cho nên là cái việc mà người thầy chữa gặp người bệnh ấy, thì ở góc độ nào chúng ta có thể hiểu đấy là một quá trình học tập. Mỗi một người bệnh là một người thầy, và mỗi một lần chữa cũng là một quá trình học hỏi. Và chính vì thế cho nên là để chúng ta trưởng thành lên, để người bệnh trưởng thành lên, là một quá trình học hỏi là hành. Thế thì học thì để mà truyền cái đạo đức, nghị lực, trí tuệ lan tỏa sang nhau, để giúp người bệnh có đạo đức, để cơ thể nó được thanh thản, nó được thanh tịnh, nó được thư giãn, có nghị lực để thực thi, có trí tuệ để hiểu biết. Tại vì chữa bệnh là một hành trình dài hạn, hết bệnh nọ đến bệnh kia, rồi thì bệnh chuyển từ bệnh nọ sang bệnh kia, lúc nọ có bệnh nọ, lúc kia bệnh kia. Cho nên nó có một quá trình là học hỏi tiểu hành. Học chính là học thuộc, nó là văn ấy, nó chỉ khoảng 10% thôi. Thế còn tư có nghĩa là tư duy suy nghĩ để cho mình hiểu ra vấn đề thì nó chiếm khoảng 20%. Còn cái quan trọng nhất là tu, thậm chí tu cả đời, nó chính là công phu tu tập, nó là vận hành, nó là điều chỉnh trong quá trình sống. Thế thì cả ba cái này trong cái hành trình của nó là hành trình để đúc kết, để khỏe mạnh, và hơn nữa là để trưởng thành, và đến trưởng thành nở hoa đến tối hậu chính là giác ngộ ở trong đạo. Thế và để làm được cái này, để cái học hỏi hành được tốt thì chúng ta cần môi trường mạnh hơn ý chí con người. Thì môi trường đấy chính là thầy hiền trí, thầy có thiện trí thức, lúc nào cũng có mình, có phải việc. Thứ hai là có bạn tốt. Bạn của ta là ai? Là gia đình, là nhóm bạn tu, là những người đồng nghiệp, là những người hàng xóm. Đấy là thầy hiền trí, bạn tốt. Và sách hay, sách vừa là thầy vừa là bạn. Những cái sách về vĩ nhân, sách về anh hùng, sách về nhân cách, về đạo lý, để chúng ta ngoài cái việc mà học về chuyên môn ra thì chúng ta phải học về phát triển và trưởng thành bản thân.
cái đấy mới là cái quan trọng, đúng không ạ? Trong cái một cái nội dung tôi đã nói là trong cái tứ trụ của phàm trần bây giờ, nó là tiền quyền thế trí, tiền quyền thế trí. Chúng ta phát triển bản thân thì là chúng ta có tất, và đấy chính là cái cách của những người thành công và cách của những người Do Thái. Người ta nói là tài sản quý nhất mà người ta mang theo chính là trải nghiệm, chính là kiến thức. Và cái đấy chúng ta chỉ có thể có được bằng trải nghiệm. Và để cái trải nghiệm được hiệu quả nhất, không hối tiếc nhất, nhanh nhất, thì chắc chắn chúng ta cần những người, người thầy, người bạn và những cuốn sách. Và bây giờ là chúng ta đến cái hình mà sáng hôm nay tôi chia sẻ. Và sau cái hình này thì sẽ là một cái kết quả của khoa học đã nghiên cứu tất cả những cơ chế này. Thì đây là ý khẩu thân đây. Nhưng mà ý khẩu thân thì chúng ta bên trong cái ý khẩu thân, thì ở bên trong, bên trong cái nội dung là khi mình suy nghĩ thế thì bên trong chúng ta xảy ra này, khi chúng ta nói thế thì bên trong chúng ta xảy ra này, khi mà hành vi của chúng ta như thế thì bên trong nó xảy ra này. Ví dụ như chúng ta ăn cái gì, ví dụ như chúng ta làm cái gì, chúng ta tập thể dục cái gì, đấy tất cả những cái đấy là hành vi, và bên trong nó đều xảy ra một cái gì đấy, nó có một cái động lực, nó liên quan đến một cái dục, một cái ham muốn ở bên trong mà chúng ta cảm nhận được. Và nó là một cái nghiệp chướng, nó là một cái nghiệp. Nghiệp là những cái gì mà chúng ta đã nói, đã làm, đã suy nghĩ ở trong quá khứ, có thể là trong tiền kiếp nữa. Nó đã tạo ra một cái quán tính và chúng ta như là một cái cơ chế tự động để cái nghiệp chướng ở bên trong nó dẫn dắt. Đấy là những cái, nhưng với cái năng lực của tâm thì chúng ta có thể cảm và quan sát được nó. Và mỗi khi chúng ta sống trọn vẹn, chúng ta quan sát được nó, chúng ta có nhận thức và ý thức, thì chúng ta giải tỏa những cái nghiệp xấu đi. Đấy. Thế thì cái nghiệp nhé, nghiệp lực chính là huân tập từ thực vật, từ động vật, từ lý tính và từ hành trình lịch sử con người, thông qua di truyền, qua truyền thống, qua văn hóa. Chúng ta không biết rất nhiều và bị động với nó. Đấy chính là cái nghiệp. Cái nghiệp. Thế còn tam độc là tham sân si, mạn nghi tà miến, là vô minh tạo ra khổ. Đây là chính cái chúng ta đã vừa tiếp cận ở trên. Thế còn ở cái bên này thì nào, tâm lý là cái gì, tâm ý là cái gì, tu tập là cái gì. Tâm lý là những cái trạng thái tâm trí nghiệp lực của mình, nó chính là cái sinh lý hóa sinh, cái phần ở bên trong, sinh lý hóa sinh ở bên trong. Còn tâm ý có nghĩa là cái ý thức, cái thấy biết của mình, cái nhận thức của mình, cái trách nhiệm của mình, là tâm ý mang tính chất là ở bên dương. Còn tu tập là nhận lỗi, sửa lỗi, bố thí, trì giới, thiền định là cái cao nhất. Thế thì các cái hành vi của chúng ta thông qua cái lời nói hành động, thì nhờ cái ý, nhờ cái cảm, nhờ cái nhận thức đấy, để chúng ta, nếu mà chúng ta để cho bản năng sinh tồn, nó do nghiệp để hưởng thụ, rồi thì theo cái cách của tam độc để rồi lo sợ hoảng sợ, thì chắc chắn nó là nguyên nhân để sinh ra bệnh. Tại vì bệnh chính là nguyên nhân chủ yếu do thất tình. Thất tình chính là tức giận, là trắc ẩn, là đau buồn, là tham lam, là sợ hãi. Đấy là những cái nguyên nhân gây bệnh. Thế còn nếu mà chúng ta chủ động nhận thức, tu tập, thì chính là lúc đấy chúng ta sẽ có những cái ở bình an, rồi thì thương yêu, rồi dám nhận lỗi, dám biết ơn, dám vị tha. Đây là những cái, rồi thì có được, hấp dẫn được tam quý. Đây chính là cái để cho chúng ta khỏe mạnh, đúng không? Tại vì này, lúc đấy thì nó cũng là cái cơ chế là hormone của chúng ta như thế nào, thì nó xảy ra cái cơ chế mở gen, cái cơ chế protein ở cơ thể chúng ta nó hiện hình ra vật chất thế nào. Thân là ký ức của tâm, thân là ký ức của tâm. Tâm suy nghĩ thế nào thì ra hormone thế nào. Và chúng ta nó có một cái công thức là suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc. Cảm xúc mà lặng hay là sốc thì cuối cùng là nó sẽ thôi thúc tạo ra hành vi. Hành vi thì tạo ra kết quả. Và kết quả thì khi chúng ta có kết quả rồi, kết quả đấy lại mớm, lại luân hồi tạo lại cái cảm xúc. Đấy, thế thì kết quả chính là bệnh tật hay sức khỏe, chính là do cái ý của chúng ta, do cái ý, cái suy nghĩ của chúng ta. Và trong đấy nó có những cái trường hợp nghiệp lực của rất lớn. Nếu mà chúng ta không đủ duyên để có thầy, có bạn, rồi tu tập có nghị lực, có tu tập tốt, thì chúng ta nhiều khi chúng ta biết nghiệp đấy mà không vượt qua được. Biết đấy mà không vượt qua được.
đau dạ dày đấy, mất ngủ đấy, nhưng mà uống cà phê thôi quen rồi, sáng không uống cà phê là thất thểu, là không muốn làm cái gì cả. Thế là bạn nó gọi cái là uống cà phê, ngày trưa là uống rượu đấy. Như tôi bây giờ là cà phê với bia là vẫn cứ không bỏ được, mặc dù biết là này, đây chính là cái nghiệp của mình. Mình còn ngụy biện là này này, chính trong lúc uống bia uống rượu thì mình lại còn quan sát tâm lý của mình để mình còn tu luôn đấy. Nó có những cái đấy. Nhưng mà uống bia uống rượu uống cà phê vào là cái suy nghĩ nó khác, cái khẩu nó khác, cái thân hình nó khác ngay. Tất nhiên là theo cái y học cổ truyền cũng nói là rượu bia nếu mà uống đúng lúc đúng chỗ, uống một cái lượng tốt, và cái rượu nó bia cái chất lượng nó tốt thì thậm chí là nó lưu thông khí huyết rất là tốt đấy. Thế và thông qua cái hình ảnh này thì cái này mới là quan trọng, cái này hôm nay là mình muốn chia sẻ với cả nhà đây. Cái này mọi người có nhìn được không ạ? Đây, cùng thực tại thực tế mới đấy, cùng thực tại cùng suy nghĩ. Nếu chúng ta vẫn suy nghĩ như thế thì chúng ta sẽ có cùng lựa chọn, cùng lựa chọn thì sẽ có cùng hành vi và hành động, cùng hành vi và hành động thì sẽ cùng một trải nghiệm, cùng trải nghiệm thì sẽ cùng một cái cảm giác, cùng với cái cảm giác thì lại quay lại cùng một cái suy nghĩ, và cứ như thế chúng ta thành một cái vòng lặp. Tất cả những cái hành vi hành động này nó cho cái trải nghiệm này, một trong những cái trải nghiệm chính là trải nghiệm về kết quả của chúng ta, và nó chỉ thay đổi ở các cái trạng thái tâm lý, ở những cái trạng thái hoàn cảnh, ở các cái nhân duyên bối cảnh khác thôi. Chính vì thế nó có một cái câu là này này, cứ làm như thế mà muốn thay đổi là điên. Cho nên rất nhiều người nhiều khi cứ cứ tưởng là mình thay đổi rồi, nhưng thực ra mình vẫn có một cái trạng thái của tâm, có nghĩa là cái tâm thế, nghĩa là nhận thức và ý thức vẫn không thay đổi, cho nên suy nghĩ vẫn không thay đổi. Suy nghĩ không thay đổi cho nên là dừng bia không dừng được, dừng cà phê cũng không dừng được. Đấy. Bạn là điều bạn nghĩ, thân là ký ức của tâm. Thế còn cái mô hình mới là thế này, suy nghĩ mới thì tạo ra lựa chọn mới, lựa chọn mới thì hành động và hành vi mới, tạo ra trải nghiệm mới, có nghĩa cũng là kết quả mới, và tạo ra cảm giác mới, cảm giác mới tạo ra cảm hứng tiếp tục suy nghĩ mới, và mỗi một lần cái suy nghĩ nó cách xa dần cái suy nghĩ cũ đi. Và cái này thậm chí đến bây giờ nó có những quyển sách, nó có những trang web, nó có những tấm gương thành công chỉ với một từ là nghĩ khác. Chúng ta có thể lên mạng để đánh quyển sách nghĩ khác, rồi thì những hội thảo, những cái chương trình, những cái tấm gương thành công về nghĩ khác, đúng không ạ? Thế và đến bây giờ chúng ta biết là cái này này, không biết là các bạn ở đây có ai thấy một cái người nào ốm yếu rồi thì tiêu cực, cứ chơi với nhau thôi. Người ta nghĩ với nhau và người ta chơi với nhau và người ta cứ như thế chơi với nhau thôi, nghĩa là không thay đổi môi trường. Có nghĩa là không thay đổi môi trường thì chúng ta vẫn cứ Ốm lặp và đi vẫn lặp yếu. lại, vẫn cứ ốm, đúng không? Thế còn phân tích sâu về cái mô hình này nhé, nhà mình nhé, cái này là cái quan trọng nhất mà mấy năm nay mình cứ ngẫm nghĩ mãi, và hôm nay lần đầu tiên mình đưa ra để nói đây. Mọi người có đọc được không ạ? Đây, suy nghĩ quyết định sức khỏe, thân là ký ức của tâm. Thì chúng ta bắt đầu này, chúng ta bắt đầu bằng suy nghĩ này. Suy nghĩ tiêu cực thì tạo ra kết nối mạng thần kinh theo một kiểu, suy nghĩ tích cực thì tạo ra kết nối thần kinh theo một kiểu. Với cái kết nối đấy thì nó tạo ra cái chất truyền dẫn hormone khác nhau, và các cái hormone là cảm xúc ở dưới nhau. Trên này chất truyền dẫn sẽ là diễn dịch của suy nghĩ, hormone ở dưới cơ thể chính là diễn dịch của cảm xúc. Tiêu cực thì chất truyền dẫn tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực, hormone tiêu cực, và tạo ra một cái tín hiệu đến biểu sinh đến tế bào khác nhau. Tín hiệu đến biểu sinh tế bào khác, tiêu cực thì hoạt hóa đào điều tiết để tạo ra một cái gen theo kiểu tiêu cực. Và cái này nó xảy ra, thông báo với cả nhà, nó xảy ra tức thời. Tức thời là thế nào? Chỉ cần trong cơ thể chúng ta mỗi một giây phút là hàng triệu, hàng tỷ tế bào mới được sinh ra. Tế bào chính là thành phần nhỏ nhất tạo nên cơ thể, chính là tạo nên cái cơ thể da thịt xương của chúng ta này. Nhưng nếu chúng ta tiêu cực thì cái biểu sinh này nó quyết định cái gen, với cái gen đấy thì nó tổng hợp hợp tế bào thế nào. Và đến bây giờ các nhà biểu sinh nói rồi, những cái người mà đang nói về gen quyết định thì nó đúng, nhưng mà nguyên nhân của gen thì là biểu sinh, là cái cơ chế chính là cái suy nghĩ của chúng ta, cái suy nghĩ nó lặp và nó sốc thế nào để ngay trong từng phút nó tạo ra cái gen gì, cái gen đấy nó ra cái nó sẽ tổng hợp protein để tạo thành cái thành phần của tế bào như thế nào. Và chính lúc đấy thì chúng ta đang là sáng ra, ra thông minh ra, khỏe mạnh ra, xương khỏe ra, hay là ngược lại. Còn
nó biểu hiện protein tương ứng và ra kết quả. Kết quả đấy là bệnh tật hay sức khỏe, và ngược lại tích cực như thế. Thì biểu sinh là cái gì? Biểu sinh là một cái trạng thái, nó gọi là trạng thái kiểm soát gen, không phải ở trong DNA mà là từ thông điệp từ bên ngoài tế bào mở đóng ngoặc, từ môi trường bao gồm cảm xúc. Cho nên là chính cái cảm xúc của chúng ta là do suy nghĩ tạo ra. Cơ thể mà ở đó chức năng biểu sinh sẽ làm tắt hoặc là bật cái gen nào. Và vì thế trên 70% quyết định lựa chọn gen là do các cấp độ nhận thức của chúng ta tại mỗi thời điểm. Suy nghĩ có thể chữa lành, đây là cái kết luận đấy, suy nghĩ có thể chữa lành. Thế và thế này, cái suy nghĩ là cái trạng thái cảm xúc, cái trạng thái tình cảm của người bệnh nhân. Khi nó gặp một người nào, nó có ba cơ chế để thay đổi tức thời cái suy nghĩ và cảm xúc của một con người nói chung, có thể là người thầy chữa, người bệnh. Thứ nhất là cái diễn dịch suy nghĩ thế nào, diễn dịch suy nghĩ thế nào. Cái thứ hai là này, cái tư thế ngôn ngữ cơ thể của chúng ta, nghĩa là hành động của cơ thể như thế nào. Người thẳng lên, thư giãn, thoải mái, thả lỏng, miệng cười lên, mặt thư giãn ra. Đấy là ngôn ngữ. Thứ ba là cái đối tượng đang ở gần mình là ai. Chính vì thế rất nhiều người thầy chữa khi gặp người bệnh nhân thì xong về bị bệnh. Đặc biệt ở trong các cái bệnh viện tâm thần thì những người bác sĩ và những người điều dưỡng, những người làm thuê ở đấy, nếu không có một sự chuẩn bị đầy đủ khi vào bệnh nhân vào cái bệnh viện tâm thần một thời gian, thì người ta có trạng thái bị ảnh hưởng về tâm thần, và ngược lại người bệnh cũng ảnh hưởng lại như thế. Chỉ có điều là người bệnh hơn người thầy chữa chúng ta trong cái việc nghiệp và mệnh ngày nay, là chúng ta đang học cái chuyên môn và đi hỗ trợ cho người bệnh, để hỗ trợ, để tháo những cái điều kiện, những cái bế tắc, những cái kẹt ở trên cơ thể về vật chất để hỗ trợ. Còn cái quyết định là nó nằm trong suy nghĩ, nằm trong cảm xúc, nằm trong những cái nghiệp, cái tập của người bệnh. Thế và chúng ta bây giờ cũng là vừa hết thời gian rồi, chỉ còn khoảng 10 giây nữa thôi. Tôi sẽ xin phép dừng cái clip ở đây và tạm biệt. Xin chào cả nhà. Cảm ơn chị Dung, cảm ơn bạn Thảo, cảm ơn bạn Yên, cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Em chào thầy. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn và hẹn gặp lại. Em chào thầy ạ. Chào cả nhà. Cảm ơn rất là nhiều. Chào thầy ạ.